Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Đất Đỏ, tính đến thời điểm này, tổng vốn đầu tư công trên địa bàn huyện đã giải ngân hơn 212 tỷ đồng, đạt trên 24% kế hoạch năm. Để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm, huyện Đất Đỏ đang tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về thủ tục đất đai, đền bù, giải tỏa cho các công trình khởi công mới. Đồng đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các công trình chuyển tiếp. Năm 2023, có 79 công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Đất Đỏ được bố trí vốn đầu tư công với tổng số vốn trên 880 tỷ đồng. Trong đó, vốn tỉnh, tỉnh quyết định đầu tư 6 công trình, tổng giá trị hơn 412 tỷ đồng. Vốn tỉnh, huyện quyết định đầu tư 73 công trình, hơn 468 tỷ đồng. Hiện tại, huyện đã khởi công mới 9 công trình mới năm 2023 và đang chuẩn bị đầu tư 19 công trình. Vốn giải ngân các công trình xây dựng cơ bản của huyện hiện đạt thấp, chỉ trên 35% kế hoạch vốn bố trí năm nay của tỉnh, đạt 145,6 tỷ đồng và hơn 14% đối với vốn của huyện, đạt 66,4 tỷ đồng.